Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là bộ trưởng quốc phòng do thái khẳng định với tất cả kẻ thù và bạn hữu của hoa kỳ của do thái là sẽ đạt được mục tiêu chiến thắng bản tin mới nhất từ jerusalem cho biết thì bộ trưởng quốc phòng của do thái là ông joab galan đã nói với các kẻ thù và các quốc gia bằng hữu của do thái trong ngày thứ tư là họ sẽ làm tất cả những điều cần thiết để đạt được cuộc chiến thắng ở giải gaza và khu vực phía bắc bất kể là đang có sự áp lực của chính quyền của joben là không nên tấn công thành phố rafah lời phát biểu này được đưa ra trong một buổi lễ tưởng niệm với những binh sĩ do thái đã bị thiệt mạng và giữa lúc cho bên cảnh báo là sẽ ngưng lại việc cung cấp vũ khí nếu như do thái tấn công vào thành phố rafah tôi có thể nói với tất cả những kẻ thù của do thái và kể cả những quốc gia bạn hữu ngày hôm nay là do thái không thể bị khuất phục ông đã cho biết như trên chúng tôi sẽ mạnh mẽ và chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu chúng tôi sẽ tấn công Hamas và chúng tôi sẽ tấn công Hezbollah và chúng tôi sẽ bảo đảm an ninh quốc phòng của chúng tôi. Lời phát biểu này được đưa ra là một trong những bộ trưởng chiến tranh nằm ở trong cái nội các chiến tranh của ông Netanyahu giữa lúc mà đang có những sự khác biệt với chính quyền của Joe Biden. và trong đó Joe Biden không muốn cho phía Do Thái tấn công vào thành phố Rafah thủ tướng của do thái là ông netanyahu đã lên tiếng và phát biểu trong cái buổi lễ tưởng niệm của những nạn nhân holocaust tôi có thể nói với tất cả lãnh đạo thế giới không có áp lực và tuy nhiên sự nặng nề và không có quyết định nào ở trên cái diễn đàn quốc tế mà có thể kềm chế được do thái tự vệ uh, uh, cái quyền tự vệ của mình và nếu lực lượng do thái bị buộc phải ra chiến đấu một mình, tôi vẫn sẽ làm điều này. Đây là lời khẳng định của ông Netanyahu đã đưa ra ngay sau khi mà Joe Biden đã áp lực phía của ông Netanyahu là không nên tấn công vào thành phố Rafah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình do Thái ngày hôm nay, đảng Dân Chủ cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc mà ông Joe Biden đã ngưng lại cái uh, việc cung cấp vũ khí cho do Thái bản tin mới nhất cho biết, thì Joe Biden đã nằm dưới sự lên án gay gắt của cả đảng cộng hòa lẫn đảng dân chủ trong việc mà ông ta không chuyển mở vũ khí cho do thái trong lúc mà họ chuẩn bị tấn công vào thành phố Rafa. Tôi uh, nghi ngờ là ông ta đã nghiêng hẳn về phía cực tả. Đó là lời phát biểu của dân biểu Richie Torres của đảng dân chủ tại New York và dường như cuộc bầu cử năm nay và chính trị ông ta đã thấy cho thấy rõ về cái động cơ của ông ta và với cái tình trạng mà đang có cái chủ nghĩa bài do thái ở diễn ra ở khắp nơi đảng dân chủ đang phải đối diện với cái áp lực này trong khi đó thì thượng nghị sĩ của đảng dân chủ là ông john fetterman của đảng dân chủ tại pennsylvania đã lên tiếng và khẳng định đây là hành động sai lầm của chính quyền joe biden tôi không đồng ý và chúng ta cần phải đứng chung với à, tất cả các đồng minh của chúng ta bên cạnh đó thì dân biểu Luis à, Franco của đảng dân chủ tại Florida đã nói rằng do thái đang nằm trong tình trạng nguy hiểm và họ cần những công cụ để tự vệ cho họ đây được xem là à, những thành viên của đảng dân chủ đã lên tiếng và đã bà lên án gây gắt các hành động của Joe Biden ngoại trừ Tim Kaine là thượng nghị sĩ của đảng dân chủ tại Virginia là binh vực cho cái quyết định của ông Joe Biden trong khi đó thì hầu hết tất cả thành viên của Đảng Cộng Hòa đều lên án gây gắt và kể cả một số truyền thông cánh hữu, bao gồm luôn cả đài truyền Fox News. Và họ gọi ông Joe, ông Joe Biden là Hamas Joe, chúng ta phải đứng chung với đồng minh, chúng ta không thể để cho họ trở thành một cái nhân vật, một cái quốc gia nguy hiểm. Ông Mick Romney cho biết như trên, phía Joe Biden đã tìm cách giữ lại tất cả vũ khí dành cho do Thái là một chính sách tệ hại và là một cái thông điệp rất là kinh hoàng dành cho do Thái, một quốc gia đồng minh của chúng ta trên thế giới và Hamas vẫn đang giữ ít nhất là năm con tin của Hoa Kỳ và Joe Biden cần phải hỗ trợ cho do Thái để và đưa con tin trở về nhà. Đó là lời phát biểu của một số những nhân vật chủ chốt ở tại uh, quốc hội Hoa Kỳ đã lên tiếng như trên cùng một lượt thì uh, một nhà luật uh, một nhà chuyên gia về luật cho biết rằng nếu như mà cho bên để cho việc thừa nhận Palestine được thông qua thì có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải rút tất cả những ngân quỹ dành cho phía của Liên hiệp quốc đây là một trong những cái luật đã được ra, đưa ra từ thập niên 90 Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đang đối diện với một quyết định khó khăn nếu như mà người Palestine sẽ thành lập được cái sự thừa nhận của họ và điều này sẽ khởi động cho việc Hoa Kỳ rút tất cả ngân quỹ của họ ra khỏi Liên Hiệp Quốc trong vấn đề phản đối, đó là ý kiến của một chuyên gia. Và đây nếu như mà có cái dự thảo này trong thời gian gần đây mà được chấp thuận thì luật của hoa kỳ đòi hỏi là chính phủ phải rút tất cả những cái lừa ngân quỹ dành cho liên hiệp quốc đó là lời phát biểu của anne Bassky được xem là giám đốc điều hành của một cái viện nghiên cứu nằm trong trường đại học của toro university đặc trách về nhân quyền và kể cả cái việc mà thảm sát người do thái holocaust cũng như là chủ tịch của cái tổ chức có tên gọi là human right voice đã nói với đài truyền hình fox news và quốc hội đang ở đâu. Đây là cần thiết rất rõ ràng và rất uh, thẳng thắn và người luật của Hoa Kỳ sẽ không cho phép xảy ra điều này. Năm 1990, Hoa Kỳ đã thông qua một cái luật có tên gọi là Public Law 101246, trong đó tập trung vào việc mà cho phép uh, rút tất cả những cái uh, cái cái ngân quỹ mà hỗ trợ từ bộ ngoại giao và trong đó nghiêm cấm việc cung cấp cho tất cả cái cơ quan của liên quốc nếu như mà để cho cái lực lượng giải phóng Palestine tức là PLO được thành lập và điều này sẽ ngăn chặn tất cả các cái nguồn ngân quỹ của Hoa Kỳ để mà cung cấp cho phía của liên quốc lực lượng này có tên gọi là Palestine liberation organization gọi tắt là PLO và trong một cái không có một cái ngân sách nào được cho phép cung cấp cho bất kỳ một cái luật nào mà trong đó Liên Hiệp Quốc đã dành ra một cái vị trí cho lực lượng PLO và điều này sẽ đi ngược lại với luật trên. Đây được xem là một luật đã được ban hành từ năm 1990, lúc đó thì lực lượng PLO vẫn được xem là thành phần khủng bố, chưa được xác nhận là một tổ chức chính trị và hiện nay thì luật này vẫn còn áp dụng và điều này có nghĩa là nếu như cho Biden để cho cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thông qua thừa nhận vai trò hợp pháp của chính quyền Palestine và là thành viên của Liên Quốc, thì tất cả các ngân quỹ mà Hoa Kỳ dành cho Liên Quốc sẽ bị cắt bỏ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, các bộ trưởng tư pháp của đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang đã khởi kiện để ngăn chặn một cái chính sách về giảm khí carbon của cơ quan EPA, tức là cơ quan kiểm soát về môi trường. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết, 25 bộ trưởng Tư pháp của các tiểu bang đảng Cộng hòa quản trị đã khởi kiện cái cơ quan đặc trách về bảo vệ môi trường, tức là EPA, vào ngày thứ năm và trong đó ngăn chặn một cái quy tắc mới và tìm cách giảm đi cái sự ô nhiễm của khí carbon từ các cái việc đốt nhà máy đốt khăn than đá dành cho điện cũng như là các cái khai thác về các cái nhà máy về khí đốt thiên nhiên. Luật này đơn kiện này đã được nộp tại tòa án ở tại DC trong đó được bao gồm cả các tiểu bang West Virginia và Indiana. Trong đó họ nói rằng việc mà hoàn tất cái khung quy tắc mới của chính quyền Joe Biden trong ngày 25 tháng 4 là nỗ lực để gọi là chống lại khí hậu toàn cầu bị bị hâm nóng và luật này buộc tất cả những cái nhà máy hoạt động về than đá cũng như là khí đốt thiên nhiên là phải giảm cái mức khí đốt cọ xuống 90% cho tới năm 2032 và yêu cầu và ép gần như là áp lực đối với cái kỹ nghệ điện tại Hoa Kỳ là phải lắp đặt hàng tỷ mỹ kim các cái việc kỹ thuật kiểm soát về ô nhiễm môi trường và đóng cửa tất cả những cái nhà máy chạy bằng thang tức là những nhà máy điện chạy bằng thang. và luật này là một phần trong cái chính sách về nghị trình gọi là khí hậu toàn cầu của ông Joe Biden nhắm vào cái kỹ nghệ năng lượng và thúc đẩy cái vấn đề kỹ nghệ xanh và đơn kiện này diễn ra sau khi mà 23 bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang bao gồm cả West Virginia, North Dakota và Texas đã thách thức cái quy tắc này của EPA và trong đó cho rằng là đây là một cái luật gọi là giảm đi tất cả sự phát triển của Hoa Kỳ và giới hạn sự phát triển của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang West Virginia là Patrick Morrissey cho biết là cái luật này đã căn cứ trên cái việc giảm các cái kỹ thuật về giảm cái sự ô nhiễm này không có nghĩa là nó là một điều có thể, thật sự diễn ra ở trên cái thế giới và trong trong đó nó cũng không nằm trong cái đạo luật gọi là Clear Air Act đây được xem là một trong những cái đơn kiện mới nhất của các tiểu bang đảng hòa nhắm vào cái chính sách của chính quyền Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và Joe Biden đã lối láo trong vấn đề lạm phát sau khi mà đã có sự điều chỉnh bởi một đài truyền hình cánh tả là CNN. Ông Joe Biden đoan chắc rằng khi ông ta đã có hành động thúc đẩy được tốt cái lạm phát của Hoa Kỳ và nền kinh tế khi mà ông ta nói rằng ông ta nhận chức thì mức lạm phát lên tới 9%. Đây là một trong những loại phát biểu của ông ta không có tổng thống nào mà có thể giống như tôi đã giảm đi tình trạng lạm phát và đưa việc làm nhiều hơn. Lúc mà tôi nhận chức thì nó là 9% về lạm phát. Ông ta đã nói với đài truyền hình CNN. Tuy nhiên thì theo báo cáo cho biết từ tờ New York Post thì mức lạm phát lúc mà ông Trump rời khỏi chức vụ và ông Joe Biden nhận chức mức lạm phát chỉ là 1.4% vào tháng Giêng năm 2021. Và theo tường trình của cái bộ bộ lao động thì mức lạm phát là 1.4% tháng Giêng năm 2021. 2021 và nó lên tới 4.2% chỉ vài tháng ở của năm đó tức là tháng vào tháng 4 năm 2021 và đạt tới 9.1% cao nhất trong vòng 40 năm qua vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, thì mức độ lạm phát của tháng 3 giảm xuống 3.5% và vẫn còn xa với cái mục tiêu là 2.1% mà chính quyền Joe Biden đang mong muốn giảm xuống và ông này đã lên tiếng phát biểu sau khi mà ông ta xuất hiện trong một cái cuộc tranh cử và nói rằng chính ông ta khi nhận chức là mức lạm phát 9% và ông ta đã giảm được lạm phát và đổ thừa cho ông Trump đã làm cho lạm phát cao. Đây được xem là một lời nói được xem là lời nói láo trắng trợn của Joe Biden, không biết là ông ta nói láo hay ông ta bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, lúc ông ta nhận chức vào ngày 20 tây tháng 1 năm 2021, mức lạm phát tại Hoa Kỳ là 1.4% và 3 tháng sau đó thì nó đã lên tới 4. mấy phần trăm. Nhưng ông ta nói rằng là lúc ông nhận chức là 9% lạm phát, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới gia đình của Joe Biden ngày hôm nay, công tố viên liên bang cáo buộc là Hunter Biden đang tìm cách trì hoãn tất cả những cái cáo buộc về hồ sơ truy tố ông ta về tội trốn thuế. Các công tố viên liên bang đã liên quan tới việc cáo buộc ông Hunter Biden về tội trốn thuế trong một cái đơn điện vào ngày thứ ba nói rằng con trai của ông Tổng thống Joe Biden đang tìm cách gọi là chơi một cái uh, trò chơi trong cái hệ thống khi mà để điền cái mô sinh yêu cầu hủy bỏ cái vụ án của ông ta vốn đã đã bị bác bỏ từ tháng trước phía của bị cáo đang chơi một cái trò tìm cách trì hoãn cái phiên tòa này đó là lời phát biểu của phía công tố viên đưa ra, đưa ra. sau khi mà công tố viên độc lập David West cùng với lại người phụ tá công tố viên là Leo Wish cũng như là David Hing đã đưa ra ông Hunter Biden 54 tuổi đã không nhận chính tội về thuế trong đó bao gồm có sáu tội tiểu hình và ba tội đại hình bao gồm luôn việc mà ông ta đã không chi trả tiền thuế và có hành động gian lận thuế. Trong ngày 1 tây tháng 4, thì quan tòa có tên là Max Kashi đã bác bỏ cái yêu cầu của Hunter Biden là bỏ, bãi bỏ tất cả những cáo buộc nhắm vào ông ta với lý do là chính trị. Và Kashi đã viết trong một cái phán quyết 82 trang, nói rằng là thay vào đó thì phía của bị cáo đã không có đầy đủ tất cả những chứng minh về cái đây là một cái những cái vụ án về chính trị và trong đó có sự vi phạm rất rõ ràng. Phiên tòa đã về việc xét xử về các án truy tố này sẽ diễn ra vào ngày 20 tây tháng 6 tại Los Angeles và trong đó ông ta cũng sẽ đối diện với một phiên tòa ngày ba tây tháng 6 liên quan tới việc mà ông ta sở hữu vũ khí bất hợp pháp bao gồm luôn những cáo buộc nói rằng ông ta đã có những cái khai gian khi mà ông ta sử dụng bất hợp pháp ma túy và mua một khẩu súng có tên là Cone Cobra và, trong tháng 10 năm 2018 và cáo buộc ông ta đã có những hành động khai man với lại các cái nhân viên của FBI đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của công tố viên của liên bang là ông David West sau khi mà Hunter Biden yêu cầu hủy bỏ vụ án này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một ký giả đã bị tấn công trong khuôn viên trường đại học và nhận ra kẻ tấn công là những thành phần của Antifa và đã từng tham gia vào cuộc tấn công tương tự như vậy năm 2020 của nhóm Black Lives Matter. Một ký giả người đã bị tấn công bởi một à, những thành viên của Antifa trong tuần lễ này tại trường đại học Washington tức là University of Washington lên tiếng cảnh cáo vào ngày thứ tư là những dân quân được huấn luyện à, đã có mặt ở trong các khuôn viên trường đại học trên toàn quốc và ông ta nhận ra ít nhất là một trong những kẻ tấn công ông ta trong cái phong trào biểu tình của Black Lives Matter 4 năm trước đây và người này à, nói rằng ông đã có mặt ở trong cái cuộc à, nói chuyện của nhóm Turning Point USA à, và ông tên là Jonathan Klo và đang có mặt ở tại trường đại học ở tại Seattle tức là University of Washington trong lúc mà à, cái người sáng lập của cái tổ chức Turning Point một tổ chức bảo thủ là Charlie Kurt cùng với lại những cái uh, sinh viên đã bị tiếp cận bởi một nhóm che mặt và nhóm này uh, đã tấn công vào các sinh viên cũng như tấn công vào ký giả. Tôi đã nhận ra được ít nhất và qua những kẻ tấn công này, họ nằm trong phong trào Antifa là những dân quân được huấn luyện và họ đã xuất hiện trong cuộc biểu tình của Black, Black Matter năm 2020 và ít nhất tôi đã nhìn thấy một năm hoặc 10 15 hoặc 20 người đã mặc áo đen với lại những cái áo giáp và họ đã bắt đầu đi theo chúng tôi và chúng tôi đã thu hình họ và chúng tôi đã nhìn thấy được đây là những thành phần phá hoại của Antifa đã tìm cách len lỏi vào các khuôn viên trường đại học. Đây được xem là lời cáo buộc mới nhất của một ký giả đưa ra sau khi ông đã nói rằng ông là nạn nhân từng bị Antifa tấn công vào năm 2020. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay ông Robert Kennedy Jr đã mướn một người thuộc pha quân hướng bảo thủ để mà vận động tranh cử cho ông ta và người này từng là người đã chỉ trích về hành động của đảng dân chủ trong khi biến cố ngày 6 tây tháng 1. bản tin cho biết thì một nhân vật đầy ảnh hưởng của phe cánh hữu đã được thuê mướn bởi ông Robert Kennedy Jr trong chiến dịch tranh cử của ông ta và người này từng lên tiếng và nói rằng biến cố ngày 6 tây tháng 1 là sự định hướng đầy sai lạc của Đảng dân chủ và ông được xem là người đã bị giới hạn vào trong cái khu vực của à, gọi là US Capitol Hill tức là cái khu vực của nhà quốc hội. Theo tường trình của đại NBC cho biết thì ông Kennedy đã thuê mướn Jack Henry, cái công ty của ông này à, với cái tên là Total Virality và được xem là một trong những nhân vật ảnh hưởng hồi tháng 3 và ông Henry đã từng làm việc cho À, đặc trách về vấn đề truyền thông cho ứng cử viên của đảng cộng hòa trước đây là ông Vivek Ramaswamy trong chiến dịch tranh cử tổng thống cũng như là đã, đã làm việc cho ông Black Master ở trong cái cuộc tranh cử chức thượng viện ở tại Arizona và ông Henry theo thường trình của đài NBC là người đã lên tiếng và nói rằng không có cuộc nổi loạn nào của nhóm MAGA mà chỉ là sự định hướng sai lạc của thành viên đảng Dân Chủ trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng của ông và trước đó ông đã cáo buộc những kẻ mà gây bạo động ở trong biến cố ngày 6 tây tháng 1 là những thành phần của Antifa. Tuy nhiên thì đã không có bằng chứng đưa ra điều này. Trong khi đó thì hình ảnh video đã được phát hiện bởi đài NBC thì trong đó FBI và với sự tù, phụ giúp của FBI, hàng trăm người ở trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 đã bị kết án ở tại à, tòa án Hoa Kỳ khi mà họ nói rằng những người này đã có hành động phá hoại hoặc là gây nguy hiểm cho à, cái tòa của quốc hội của Hoa Kỳ và ông Henry đã có mặt ở trong đó trong lúc mà xảy ra biến cố này ngày 6 tây tháng 1 và ông chứng kiến mọi thứ và ông lên tiếng nói rằng đây là sự định hướng sai lạc của đảng dân chủ và giờ đây thì ông đã được ông Kennedy thuê mướn làm người à, đại diện về truyền thông cho ông trong cuộc tranh cử của năm 2024. Ông Henry trước đây là giám đốc điều hành về đối thoại công chúng của đảng Cộng Hòa từ năm 2019 và cho tới cuối tháng Giêng năm 2021 và được xem là một nhân vật rất là khuynh hữu và bây giờ ông ta được thuê mướn bởi ông Robert Kennedy Jr., một ứng cử viên độc lập. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump cam kết là sẽ nhắm mục tiêu vào các xe điện cũng như là việc xuất cản khí đốt thiên nhiên trong cuộc gặp gỡ với các tổng giám đốc của những công ty dầu khí. Bản tin từ Washington cho biết thì ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump cam kết sẽ lật đổ hàng chục những cái chính sách quy tắc về môi trường của chính quyền Joe Biden khi mà ông gặp gỡ với các lãnh đạo hàng đầu của các công ty dầu khí Hoa Kỳ. Trong đó, ông yêu cầu họ là phải ráng cố gắng hỗ trợ trên một tỷ Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của ông. Và tờ Washington Post đã báo cáo vào ngày thứ Tư. Tờ Post chỉ ra một nguồn tin giấu tên, lại là giấu tên quý vị, trong cuộc họp vào tháng trước ở Florida ông Trump đã cam kết rằng sẽ chấm dứt tất cả những cái chính sách về môi trường của Joe Biden và cũng như là việc quảng bá cho các cái hệ thống xe điện và ngưng lại cái uh, việc mà Joe Biden đã tìm cách ngăn chặn việc xuất cản khí đốt thiên nhiên của Hoa Kỳ cùng với những hành động khác và ông trump nói với các lãnh đạo này là kéo cố gắng uh, thỏa thuận để có thể có được một tỷ mỹ kim chi vào trong cái cuộc uh, tranh cử của ông trong đó bao gồm luôn các tổng giám đốc của venture uh, venture global cheney uh, energy cũng như là đại diện của các công ty gồm có Chevron, Continental Research, Exxon và Occidental Petroleum. Đây là những đại diện của những công ty dầu khí mà trong đó ông Trump đã thúc đẩy các nhà quyên góp này hỗ trợ cho đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, Barron Trump, con trai út của cựu tổng thống Trump đã được chọn là một trong những đại biểu đoàn của tiểu bang Florida trong cái đại hội đảng Cộng hòa tại uh, Wisconsin. Bản tin mới nhất cho biết thì Baron Trump, đứa con trai út của tổng thống Trump vừa bước qua 18 tuổi sẽ là một trong những uh, đoàn đại biểu của Florida trong cái đại hội của Đảng Cộng hòa uh, trong cái tháng 6 sắp tới đây uh, tại uh, xin lỗi quý vị trong tháng 7 sắp tới đây ở tại uh, Wisconsin và trong đó thì bản tin cho biết ông à, à, anh chàng à, Baron Trump 18 tuổi đã chính thức được xem là đại diện của một trong những đại biểu đoàn và chiến dịch tranh cử của ông Trump nói với đài truyền hình ABC là rất là hứng thú và người con trai của tổng thống Trump tức là người con trai út này rất hứng thú về các tiến trình chính trị. Và hiện nay anh ta là trong vai trò là một đại biểu đoàn và Berlin rất là hứng thú với cái tình trạng tiến trình chính trị trong quốc gia của chúng ta. Đây là lời phát biểu của chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra. Các thành viên khác ở trong gia đình của ông Trump cũng đã từng đóng vai trò trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên thì họ không có phục vụ trong vai trò đại biểu đoàn. Trong đó bao gồm luôn cả con trai lớn của ông Trump là Eric Trump, rồi Don Jr. Trump cũng như là người bạn gái là Kimberly Guilford và người con trai người con gái trẻ nhất của ông Trump là Tiffany Trump. Eric Trump hiện nay đang làm vai trò là chủ tịch của một đoàn đại biểu. Trong khi đó thì Guilford đã phục vụ trong vai trò là một quỹ ban của cái đại biểu đoàn này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất trong cái cuộc tái tranh cử của ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty TikTok đã bắt đầu gán nhãn cho những cái nội dung mà được tạo ra từ AI. Công ty TikTok cho biết họ sẽ sử dụng một cái loại kỹ thuật mới của họ để giúp xác nhận và gán nhãn cho những hình ảnh và các video được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo đã và bỏ trên trang video này tiktok cho biết là họ sẽ chấp thuận một cái gọi là giám sát và xác định về nội dung trong cái việc mà họ sử dụng rất nhiều những cái kỹ thuật mà trước đó thì việc xác định nội dung này đã được đưa ra bởi công ty adobe và có rất nhiều công ty đã sử dụng cái kỹ thuật về ai của adobe tức là công ty rất là lớn về của hoa kỳ trong đó bao gồm luôn cả chat gpt và open ai và hiện nay các nhà nghiên cứu đang lo ngại về tình trạng mà thực hiện các cái nội dung bằng kia trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng trong việc tung ra những tin giả và tin nhiễu gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng mùa mùa thu năm nay và TikTok đã sẵn sàng cùng với lại 20 công ty kỹ thuật Hoa Kỳ trong đầu năm nay đã ký một lời cam kết là sẽ chống lại tình trạng mà sử dụng AI gây nhiễu thông tin trên mạng xã hội YouTube được xem là công ty do Alphabet là và công ty Google làm chủ cũng như Meta Platform làm chủ của công ty Instagram và Facebook đồng thời cũng dự tính là sẽ sử dụng cái gọi là Content Credential tức là một cái loại công cụ mới mà có thể giúp để mà có thể giám định được và xác nhận được những cái hình ảnh nào và những cái video nào mà được thực hiện bởi các cái hệ thống của AI đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà TikTok đã bắt đầu làm việc trong lúc mà họ nộp đơn kiện cái Sắc lệnh của chính quyền Joe Biden là buộc họ phải thoát vốn từ công ty Biden là công ty mẹ của TikTok ra khỏi cái công ty này. Hoặc là sẽ bị nghiêm cấm à, vĩnh viễn tại Hoa Kỳ sau ngày 11, 19 tây tháng 1 năm 2025. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của... À, phía Việt Nam ngày nay đầu tiên hết cộng sản Việt Nam đã lo ngại và tìm cách giải thích với Liên hiệp Âu Châu trong việc mà họ đón tiếp ông Vladimir Putin đây là một trong những cái điều mà khó chịu của phía Âu Châu quý vị ở trên bản tin là cộng sản Việt Nam đã gây khó chịu cho phía của Âu Châu khi mà có chuyến viếng thăm của Vladimir Putin bản tin từ hà nội cho biết thì bộ ngoại giao cộng sản việt nam đã bắt đầu chú ý tới cái sự than phiền của liên hiệp âu châu khi mà họ tiếp đón nhà lãnh đạo của nga người đang bị phía của âu châu ban lệnh cấm vận sẽ viếng thăm hà nội và trong đó cộng sản việt nam cho biết là họ theo đuổi một cái vai trò là trung dung trong cái chính sách của họ trong với các quốc gia quyền lực trên thế giới tuy nhiên thì trong thời gian gần đây Chính quyền Cộng sản Việt Nam đã vướng vào tình trạng khó khăn về năng lượng, tức là không đủ nguồn điện cung cấp cũng như là cái nguồn cung cấp xăng ở cho các cái hệ thống xe tại Việt Nam cũng đã thiếu hụt sau khi mà Nga đã bị cấm vận bởi khối Âu châu và Hoa Kỳ điều này đã dẫn tới việc mà cộng sản Việt Nam đã mời Putin tham gia và đến viếng thăm Việt Nam trong ngày 13 và ngày 14 à, sắp tới đây à, tháng 5. và trong đó Hà Nội đang tìm cách trì hoãn cuộc gặp này sau khi có áp lực của các quốc gia tại Liên hiệp Âu Châu và trong đó họ có thể sẽ áp dụng lệnh cấm vận luôn cả Việt Nam đây được xem là một trong những cái cứng rắn của Âu Châu đối với tình trạng cộng sản Việt Nam cố gắng đi hai hàng và ba hàng trong cái gọi là các cái quốc gia quyền lực trên thế giới và trong đó, Cộng sản Việt Nam đang rất cần cái nguồn năng lượng từ phía của Nga để có thể đáp ứng được cái nhu cầu tiêu xài ở trong nước về năng lượng cũng như là sản xuất. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và trận nóng quét qua Á Châu đã để lại cái hậu quả là hàng trăm ngàn cá đã chết tại Việt Nam hàng trăm ngàn con cá đã bị chết ở Việt Nam sau khi cái trận nóng quét qua tại quốc gia này bản tin mới nhất cho biết thì hàng trăm ngàn loại cá đã bị thiệt mạng à, đã bị chết xin lỗi quý vị trong cái uh, chu vi 300 mẫu ở tại Việt Nam và việc chết cá này là do tình trạng gọi là cái uh, thời tiết và hâm uh, nó bị nóng lên ở trên toàn khu vực Đông Nam Á cho tới tháng 4 thì phía miền Nam Việt Nam đã bị à, tổn hại bởi tình trạng hạn hán và tình trạng à, cái nóng của mùa hè sắp sửa tới và trong đó gần như là các cái cánh đồng đã bị cạn kiệt và không có được cái nguồn nước với à, mức, cái mức nóng lên tới 100 độ Fahrenheit. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của hãng thông tấn AFP đưa ra cho thấy Việt Nam đang đối diện với thời tiết khắc nghiệt, quá nóng và tình trạng nóng này không những là con người chịu không nổi mà loài cá cũng chịu không nổi và ít nhất có 200 tấn cá đã bị chết ở dọc theo cái bờ biển của Việt Nam và các dòng sông của Việt Nam. Đây được xem là tình trạng ô nhiễm môi trường và tình trạng thiếu nguồn nước ngọt đã dẫn tới hậu quả này cộng thêm cái thời tiết thay đổi và cái sức nóng đánh vào khu vực của Á châu trong suốt 3 tuần lễ qua đã dẫn tới hậu quả, Việt Nam đối diện với rất nhiều những thách thức về môi trường, những thách thức về nguồn cung cấp thực phẩm cũng như là tình trạng mà người dân đã bắt đầu cảm thấy khó sống hơn dưới thời tiết nóng và thiếu năng lượng, thiếu nguồn điện cung cấp cho người dân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay trước đây thì tnp channel có đưa cái tin là bà trương thị mai và ông trần thanh mẫn là hai nhân vật đã được đưa vào trong tứ trụ để có thể thay thế vị trí của võ văn thưởng và vương đình huệ đã từ chức ra khỏi những vị trí này một là chủ tịch nước hai là chủ tịch quốc hội và vừa rồi thì quốc hội cộng sản việt nam đã đồng ý đưa trần thanh mẫn vào việc tạm thời nắm cái chức là chủ tịch quốc hội và điều hành toàn bộ phiên họp tại quốc hội riêng bà trương thị mai đáng lý là một trong những nhân vật đã được chọn vào tứ trụ giờ đây bà ta đã nộp đơn từ chức và không muốn vào tứ trụ với lý do là bà ta vì sức khỏe tuy nhiên theo nguồn tin họp từ bộ chính trị cho biết bà trương thị mai đã dùng một cái lý do để tránh vào bộ chính trị đó là bà ta nói rằng lỡ nhận tiền của bà trương mỹ lan và không đủ để ra tư cách để bước vào trong cái ghế tứ trụ và điều này có lẽ là do áp lực của tô lâm trong đó thì ông tô lâm sắp sửa sẽ phải về hưu nếu như ông ta kết thúc cái nhiệm kỳ bộ trưởng công an kỳ này và tô lâm đang có một cái quyết định là phải giành một ghế trong tứ trụ và do đó ông ta đã tuyên bố bất kỳ ai nếu không phải là ông ta mà được đưa vào trong tứ trụ thì ông ta sẵn sàng sẽ sử dụng tất cả quyền lực của bộ công an phanh phui tất cả những hồ sơ lem nhem tiêu cực của bất kỳ một nhân vật nào được đưa vào trong tứ trụ mà nếu không phải là ông ta một trong hai ghế, đây được xem là cái áp lực mạnh mẽ của Tô Lâm đối với các nhân vật mà bộ chính trị đang tìm cách giảm đi cái thế lực kể từ khi mà Nguyễn Phú Trọng bắt đầu nắm quyền lực tổng bí thư. Vì bảo vệ cái ghế của ông ta, ông ta đã nhiều lần thúc giục Quốc hội Cộng sản Việt Nam tăng quyền lực cho công an và chính vì vậy mà tô lâm đã tăng rất nhiều quyền lực và ông ta bây giờ gần như là đã thao túng rất nhiều cái nền chính trị của việt nam đặc biệt là à, tất cả những nhân vật nào mà vào những vị trí mà ông ta muốn thì đều bị phanh phui tất cả những cái à, hồ sơ tiêu cực của trong đó bao gồm cả võ văn thưởng và kể cả vương đình huệ trước đây võ văn thưởng được dự tính là sẽ được ông nguyễn phú trọng chọn làm người kế vị trong vai trò tổng bí thư ngay sau đó thì Võ Văn Thưởng đã bị phanh phui hồ sơ và phải từ chức. Tiếp theo đến là tới Vương Đình Huệ, người đã từng bay qua Trung Quốc để vận động cho cái vai trò có thể vào trong nằm trong tứ trụ và trở thành tổng bí thư đảng. Và ngay lập tức thì Vương Đình Huệ vừa bước về Việt Nam thì đã bị làm thịt ngay tại chỗ. Và giờ đây thì tới Trương Thị Mai đã phải tuyên bố là bà ta nhận ít tiền của bà Trương Mỹ Lan và không đủ tư cách ngồi vào tứ trụ cho thấy là cái áp lực của Tô Lâm với tất cả những nhân vật khác nằm trong cái Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên thì Bộ Chính trị e ngại rằng nếu Tô Lâm vào trong tứ trụ thì điều này có nghĩa là đàn em của Tô Lâm sẽ thay thế vị trí của ông ta trong vai trò Bộ trưởng Công an và tiếp tục khống chế cái nền chính trị Việt Nam trong nhiều năm tới. Đây được xem là một cuộc đấu đá gây gắt trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhân vật chủ chốt được xem là quậy tan sát kỳ này chính là Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!